Trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ngài A Nan tới bạch với Phật: Thưa thỉnh, sau này không có Đức Phật nữa, chúng con biết nương nhờ ai để mà tu tập giải thoát? Kính thưa đại chúng, Đức Phật dạy: Hãy lấy giới pháp của ta làm thầy. Và kính thưa đại chúng, chúng ta nợ Ngài A Nan một cái nợ rất là lớn. Không phải là Ngài không biết là tu tập phải lấy giới pháp làm thầy mới có thể thành tựu, nhưng Ngài vẫn kham nhẫn hỏi cái câu ấy để cho chúng ta đấy, là những người về sau không còn cơ hội gặp Phật nữa, sinh sau đẻ muộn, thiếu phước, nghiệp dày, phước mỏng. Ngài rất là từ bi, Ngài đã chứng đắc, Ngài hiểu, Ngài hỏi dùm cho chúng ta. Và chỉ có Đức Phật mới có tuệ giác để nói ra những cái gì lợi lạc cho chúng sanh đời này đời sau. Cho nên á, chúng ta mang nợ Ngài A Nan rất là lớn. Trong bao nhiêu năm Ngài làm thị giả cho Đức Phật, Ngài hỏi những cái câu này câu kia là hỏi dùm cho chúng ta đấy, hỏi dùm cho chúng ta. Cũng như thời Đức Phật, năm trăm vị đi theo Ngài Kiều Đàm Di tới xin tu tập, Đức Phật từ chối. Ngài A Nan phải vào năn nỉ Đức Phật và Đức Phật chấp thuận cho. Cho nên chư ni mắc nợ Ngài A Nan một cái nợ rất là lớn. Nhờ Ngài mà mới có ni đoàn. Còn chúng ta nhờ Ngài chúng ta mới nương vào giới và pháp để tu tập. Chúng ta nợ Ngài một cái nợ rất là lớn. Ngoài Đức Phật dạy chúng ta còn Ngài A Nan nữa. Ngài A Nan rất là tinh tế, kham nhẫn, biết mà vẫn hỏi vì thương tưởng chúng sanh đời sau. Thế thì Đức Phật dạy: Hãy lấy giới và pháp của ta làm thầy. Nhưng cuối cùng Ngài nói: Apo Dipo Bhava, hãy thắp cái ngọn đuốc tuệ soi sáng ở trong tâm. Phật ở trong tâm á, Phật không có ngoài, ngoài tâm không Phật. Phật là giác mà. Buddha do chữ Bút và Đa. Bút là giác ngộ, biết rõ, nhận rõ. Đa là người, người nào đã giác ngộ thì gọi là Buddha. Rồi sang bên Trung Quốc người ta dịch là Phật Đà. Rồi sang tới bên Việt Nam nó bỏ chữ Đà đi còn chữ Phật. Rồi biến cái chữ Buddha đó thành ra cái tướng hảo quang minh, rồi cái gì đủ thứ. Đi khắp thế giới có một ông Phật mà có hàng triệu cái hình tướng khác nhau. Những cái hình tướng đều do tâm chúng sanh. Bởi vì Kinh Hoa Nghiêm mới tâm tạo duyên, tâm tạo vũ trụ, tâm tạo các cảnh. Và chúng ta tạo cái cảnh giới để chúng ta đời sống hàng ngày, để chúng ta chết, chúng ta đi theo cảnh giới ấy. Cái cảnh giới mà ưa ăn, ưa ngủ, vô thức, tức là cảnh giới của súc sanh. Thân thì là người, mà hành xử như súc sanh, tức là thân hành nghiệp là súc sanh, thì chết thành súc sanh. Phật đã dạy rất rõ thường cận y duyên. Bất kể tu sĩ, cư sĩ gì cũng vậy. Nếu không có giới và pháp thì Đức Phật nó không có giới như người què, mà không có pháp như người mù. Mà kính thưa đại chúng, nếu vừa què vừa mù thì đi đâu? Khổ não vô cùng. Khổ não vô cùng. Thế thì lấy giới pháp. Giới thì
Không phải là sát sanh trộm cắp tà dâm là những cái giới thô thiển để cho nhìn thấy cái hiện tướng để nhìn thấy. Nhưng mà cái giới quan trọng vẫn là giới tâm. Con xin tu tập cái tâm của con không sát sanh. Cái tâm nó mới sát thì ta sẽ không sát. Con xin tu tập cái tâm của con không sát sanh. Cho nên giới là giới tâm chứ không phải giới miệng. Nói con xin nguyện không sát sanh, không có. Giới tâm mới là quan trọng. Bây giờ là 5 giờ sáng. Thế thì kính thưa đại chúng, nếu nói tới giới tâm thì ta phải hiểu tâm là cái gì, làm sao nó có tâm, nó ở chỗ nào ra, trên trời dưới đất rơi xuống, hay là Đức Phật đưa cho cái tâm, hay là ông Thượng Đế ông cho cái tâm. Ta phải hiểu thì ta mới giới tâm được. Đức Phật dạy khi căn va chạm với trần và nhờ cái thức nó nhận biết nó sanh tâm, tức là căn trần thức giao thoa thì nó mới sanh tâm. Mắt nhìn cái vật đấy, và cái vật đấy nó có ở trong cái thức, tức là trong cái nhớ ở trong não thì mình mới biết. Và vì biết cho nên mình mới sanh khởi thích hoặc ghét, tức là tham hoặc sân. Ví dụ để cho quý vị dễ hiểu, và sư xin sám hối với quý vị trước, đừng có giận sư. Chúng ta tu tập phải lột trần cái vỏ chuối để lấy cái lõi cây. Giả dụ như sư mắng quý vị, sư nói dạy có bao nhiêu thôi, đi biết đi, đứng biết đứng, nhai biết nhai, mà hành xử như súc sanh. Quý vị nghe quý vị buồn. Một là buồn ông sư, ông mắng mình đã cố mình đi mà mình đi trật. Hai là buồn cho mình, sanh tử luân hồi nó chờ mình, mà tu có mấy ngày thôi mà mình không giữ được, cảm thấy buồn, tủi thân. Giận ông sư, giận tí tí cũng được. Giận mình, giận tí tí cũng được. Tất cả đều là sân. Đấy. Thế thì nếu mà sư mắng quý vị bằng tiếng Việt, quý vị hiểu. Bây giờ sư mắng quý vị bằng tiếng Pali cũng ý nghĩa như vậy. Ở đây có ai hiểu không? Không. Mà nếu không hiểu có buồn không? Không luôn. Có hiểu đâu mà buồn. Thế thì những cái gì mà cái tâm buồn của mình á, tâm ghét, tâm sân, là nó phải đối chiếu với cái thức, tức là cái đã có. Ăn uống ngủ nghỉ, những cái món đồ đó nó có nằm trong cái đầu mình rồi, mình mới biết. Và mình ưa thích hay ghét. Nếu nó không có thì mình không có biết được, tức là cái tâm nó không có sanh nổi. Bây giờ sư có mắng quý vị bằng tiếng Pali, cái lỗ tai nghe lùng bùng, thấy mặt ông sư ông trợn lên, biết là ông giận mình, nhưng mà mình không có buồn, tại vì mình không hiểu. Tâm nó không sanh, tâm buồn không sanh. Cái nào hiểu, biết, rồi ghi nhận, và thông qua phong tục tập quán từ nhỏ tới lớn đã được dạy, như thế là mắng đấy, như thế là chửi đấy, như thế là nhục mạ đấy, thì ta mới buồn. Cái mà gọi là như thế, buồn, vui, nhục mạ, mắng chửi, là quy định của tục đế, xã hội, phong tục, tập quán, mọi người đều làm như vậy thì gọi là chửi, cho nên mình mới biết là chửi. Ở trên ra đê người ta sống khác, ở trên thượng, ở trên miền thượng du người ta sống khác, ta ăn chuột. Ở đây mình có ai ăn chuột đâu, người ta ngâm chuột trong muối 6 tháng mới cho ăn, là quý lắm, khách quý. Khách quý như sư đi lên người ta mới mời. Chuột còn lông y nguyên. Thế thì cái mình nhìn, nghe, ngửi, nếm đều do phong tục tập quán từ nhỏ tới lớn huân tập nơi 6 căn 6 trần, rồi cái thức nó có,
Ở Việt Nam, hai đứa con trai mà nó nắm tay nhau đi ngoài chợ Bến Thành, người ta nói chuyện bình thường. Một đứa con trai, một đứa con gái ôm nhau hôn đứng giữa ngay giữa chợ Bến Thành, người ta nói đổ thô bỉ, chuyện đấy phải về nhà, phải không thưa chư vị? Nhưng mà ở New York, cứ đứa con trai, con gái mà nó ôm nhau, nó hôn ngoài đường, người ta nói chuyện rất bình thường, ai cũng làm. Nhưng mà nếu hai đứa con trai nắm tay nhau, dẫn nhau đi ở ngoài New York, người ta nói đồng tính luyến ái. Sự nhận thức sai biệt về vấn đề sự kiện đều do phong tục tập quán ghi nhận từ nhỏ tới lớn, bị nhồi sọ mà không biết. Đức Phật dùng cái chữ Bhavana, tức là sự tiến trình thành lập của nhận thức do phong tục tập quán, thói quen, và cuối cùng những cái đó nó kết tụ lại gọi là nghiệp. Để ta ưa thích sống trong cảnh giới đó, ta hành xử trong cảnh giới đó y như vậy. Và để ta tiếp tục tái sanh vào cái cảnh giới mà ta tương ưng với cái ta thích. Bây giờ ta thích ăn, ăn một cách vô thức, ham ăn nhiều, ham ăn ngon, ham giành ăn, đó là thú tánh. Thân thì người, hành xử như thú tánh, đó là thân hành niệm đấy. Thân hành niệm tu tập như con thú thì khi chết sanh về cảnh giới của thú. Bởi thế cho nên Đức Phật dạy, sau khi chết chúng sanh loài người, cái số người mà sanh vào ngạ quỷ súc sanh á, lớn như trái đất, mà số người thoát ra không có sanh vào ngạ quỷ súc sanh á, bằng số cát là trong móng tay của Như Lai. Quý vị so sánh cát là trong móng tay của Phật với cái trái đất, cái nào lớn? Chắc chắn trái đất lớn. Chúng ta hành xử ăn uống ngủ nghỉ không có chánh niệm thì chúng ta sẽ rớt vào cái số lớn đó, tức là cảnh giới của súc sanh và ngạ quỷ. Bất chấp là tu sĩ hay cư sĩ, ngay cả bản thân của sư, nếu sư sơ sót thôi thì sư cũng rớt như quý vị, không có thoát ra khỏi đâu. Cho nên ngồi thiền là phương tiện để an tâm, ngồi thiền không dẫn tới giải thoát. Đức Phật ngồi trong hang đá thiền 6 năm, rồi Ngài đi theo hai vị đạo sĩ, Ngài chứng được tới phi phi tưởng xứ bát định, mà Ngài không, nó không có giải thoát, cho nên Ngài từ bỏ. Và cuối cùng Ngài phải tìm ra, tìm ra cái gì? Tìm ra cái thân này nè, thân này tạo nên nghiệp, và thân này đi tái sanh. Chúng ta hành xử cái gì nó đều có photocopy hết á, nó sao chép lại ở trong cái thức, nó ghi nhận. Ở trong cái tâm chúng ta nó có 5 tầng tâm. Tầng tâm bình thường mà chúng ta nhận biết được đó là citta, tức là cái tâm phản ứng. Mắt nhìn là biết ở đây là cái chuông, rồi cái chuông nhỏ, chuông méo, tôi thích, tôi ghét, nó phản ứng liền. Nghe một tiếng chửi, lập tức cái tâm nó sanh ra liền. Nếu không nghe tiếng chửi, cái tâm nó không sanh. Nghe tiếng chửi, cái tâm nó mới sanh. Nó phản ứng liền. Nếu bố mình chửi, mình phản ứng khác. Con mình nó chửi mình phản ứng khác. Ông sư cũng chửi mình phản ứng khác. Người yêu mình phản ứng mình. Người yêu mình mà nó chửi mình phản ứng khác. Nhiều khi người yêu chửi mình còn mong nó chửi nữa đi, phải không? Phải không quý vị? Hồi lúc mà mới quen nhau đó, nhớ lắm, gọi điện thoại hoài à, mong anh chửi để cho em nghe. Phải thế không thưa chư vị? Tâm ma đấy. Bây giờ chắc hối hận muộn rồi, phải không? Mấy ông cũng vậy, y như vậy thôi. Thế thì cái tâm tự nó không có, nó không có tâm gì hết. Khi có cảnh, có động thì nó sanh tâm. Trước hết là citta, tức là cái tâm phản ứng. Mắt, tai, mũi, nghe, nhìn, ngửi, nếm, sanh tâm. Cho nên giới là giới tâm, tức là giới nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, thân ý. Bớt nghe, bớt nhìn, bớt ngửi, bớt nếm, đó là thân hành niệm đấy.
Nay chúng ta chỉ học chút xíu thôi, mỗi buổi sáng học chút xíu về giới luật để cho quý vị hoan hỷ và thực hành được. Học nhiều quá nó bội thực, chữ thầy trả thầy, nó không ích lợi gì hết. Bớt nghe, bớt nhìn, bớt ngửi, bớt nếm, bớt nói, bớt lăng xăng. Đó là giới đấy. Vì cái tâm nó sanh nơi mắt tai mũi lưỡi va chạm cảnh trần mà không có quán chiếu, không có quán thúc nữa. Cho nên tu tập thâm hành niệm là chỗ này, bớt nghe, bớt nhìn, bớt ngửi. Tới lúc nào nhàm chán rồi, không nghe, không ngửi, không nếm nữa là bậc thượng thủ rồi. Chán lắm rồi, cũng giống như sư, sư chán quý vị lắm. Nói hoài mà không có thay đổi gì hết à, trơ trơ như tảng đá. Chán lắm, không muốn nói nữa. Nhưng mà sợ, chán thì chán, nhưng mà sợ vẫn sợ. Sợ cái gì? Sợ quý vị rớt xuống địa ngục hết. Mà vì cái tâm từ đã kết duyên với quý vị rồi mà thấy quý vị rớt xuống địa ngục bỏ thì cũng tội. Không chừng lại lò mò xuống dưới kéo nó lên thêm tội. Cho nên thôi, nhiều khi xuống địa ngục thấy xinh đẹp cái gì vui vẻ quá, ở dưới luôn nó không chịu lên. Tâm ma thì nó ở cảnh giới của ma, tâm địa ngục thì ở cảnh giới của địa ngục. Đi tu mà còn nổi sân một chút xíu sân thôi, Phật nói rất rõ, đắp y, cạo đầu, thọ giới tỳ kheo, mà nổi một chút xíu sân thôi, khi chết thành Atula. Atula là dưới trời một bậc, có thần thông nhờ tu, nhưng mà sân hận cho nên xấu xí, nóng lắm, nóng tính. Đấy. Cho nên sư cũng sợ quý vị rớt xuống dưới địa ngục hết. Mà lỡ bây giờ đã kết duyên với nhau rồi, huynh đệ tu tập mà thấy nó rớt xuống địa ngục bỏ không nỡ, lại lùi cùi xuống dưới kéo chân nó lên, mất công quá, chán quá rồi, không muốn nói nữa. Dặn dò đi nhấc chân lên, mới có hai bước cái nó lỏng thỏng như con ma chết trôi á. Nó không có chú tâm lên cái chân. Nó đi được đâu ba bước, năm bước dòm cái thấy nó như con ma chết trôi trên sông. Lỏng thỏng tay chân. Rồi đi á, vung tay lên, vung tay xuống là phóng dật. Tức là không kiểm soát được cái thân. Cái thân á, tay mình vung lên đi tới, vung ra đằng sau, vung ra đằng trước. Thân hành niệm đấy. Thân đó thân ma. Mà thân ma thì sống như ma thì chết vì sinh về ma, sinh về cảnh nào. Sống sao chết vậy người ơi. Không chạy thoát. Tu là tu có bao nhiêu thôi, thân hành niệm. Kính thưa đại chúng, sư nghĩ bao nhiêu cũng đủ rồi. Cố gắng ngày hôm nay đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm. Ở trong này, trong đạo tràng á, có một vài người có cái tâm quyết tu, sợ hãi sự tái sanh, vì biết chắc chắn là mình sẽ làm cái con gì tăng gia số chân, 4 chân, 8 chân, rất là sợ. Thì sư sẽ nói cách khác để cho lợi lạc. Có 3-4 người thôi, không có nhiều đâu. Và cũng mong những vị đó lưu ý. Cái thân hành niệm á, tại sao Đức Phật nói thân hành niệm? Để nó dẫn tới cái gì? Cái con đường gì tu tập? Chứ không phải đi biết đi. Đi biết đi mà còn không biết đi nữa thì là khỉ, là chó, là mèo. Đi biết đi, nhấc chân lên, đặt chân xuống biết, thì là người đang tập tu. Người đang tập tu, chưa có thành gì hết đó. Nhưng đối với những bậc muốn xả ly cái kiếp này, không muốn tái sanh nữa, đã có công phu, đã có tu tập và miên mật muốn xả ly, thì đây là lời Phật dạy. Ở trong bài kinh Kirimanada Sutta, Đức Phật dạy như thế này:
Katama Chananda Anicca Sanna Sasana. Này Anan, cái tưởng là vô thường. Khi ta nhìn một cái vật này, ta biết đây là cái chuông, là do cái tưởng ở trong năm uẩn nó giúp cho ta nhận biết. Khi ta nhìn cái cô này, ta biết cô là đàn bà, là nhờ cái tưởng ở trong năm uẩn, ở trong cái thức năm uẩn nó nói đó là đàn bà, ta mới biết đàn bà. Cái mà ta tưởng là ta biết, thực sự là ta không có biết, cái tưởng nó biết. Đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi, vì sự xúc chạm cảm xúc bao nhiêu ngày tạo nên thông qua năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Và cái tưởng nó tiếp tục giúp cho ta nhận biết đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là bố tôi. Ba người đàn ông nó đứng kế bên nhau, mà khi quý vị ôm từng người, quý vị có cảm xúc khác. Ôm bố mình cảm xúc khác, ôm con mình cảm xúc khác, ôm chồng mình cảm xúc khác, ôm vợ mình cảm xúc khác. Đừng tưởng rằng tôi ôm bố tôi cảm xúc giống như ôm con tôi. Ôm bố cảm xúc khác, mà ôm con cảm xúc khác. Không thể nào, mặc dù ba người đó lớn rồi, cao bằng nhau, mua quà tặng cho ba người, tặng đưa bố, đưa chồng, đưa con mỗi người món quà, rồi hôn bố, hôn chồng, hôn con, hôn vào má. Cảm xúc của mình khi hôn khác nhau. Không thể nói tôi hôn bố tôi mà giống như chồng tôi. Cái gì nó giúp cho mình nhận diện cái đấy? Nó vi tế và nó nhanh như vậy. Kính thưa đại chúng, chính cái tâm ấy, tâm ấy nó kinh khủng lắm. Nó giúp cho ta nhận biết liền. Và ta thay đổi cảm xúc từ cha sang chồng sang con, thay đổi rất nhanh, cảm xúc khác liền. Và kính thưa đại chúng, trong này có ba bốn vị ghi nhớ lời dặn của Phật. Katama Chananda Anicca Sangsana. Cái tưởng là vô thường, tưởng là vô thường. Cái sự nhận biết của mình về các dữ kiện ở bên ngoài là vô thường. Tôi nhấc chân lên, cái chân để dưới đất, mà tôi nhấc lên thì cái chân ở dưới đất nó mất, và cái chân ở trên không nó hiện hữu, nó sanh liền. Ta phải nhận biết rằng cái chân ở dưới đất đã mất và cái chân ở trên không xuất hiện, tức là sanh diệt ta phải thấy liền. Ta quay đầu hoặc là ta bước tới. Ở trong kinh Phật dạy cho cái bậc sơ cơ, Ngài nói đi biết đi, tức là ta bước tới, ta biết bước tới, cho người phàm phu tu học. Còn những người nào sợ sanh tử, quyết tâm xả ly, thì Đức Phật dạy vô thường. Ta bước tới thì cái sắc pháp của ta ở phía đằng sau nó đã biến mất rồi, nó đã diệt rồi. Và ta bước tới là nó sanh. Và khi ta nhấc chân lên thì cái chân nhấc lên nó sanh, và cái chân ở dưới đất nó mất. Khi ta thở vào, hơi thở vào thì nó sanh, mà khi ta thở ra thì hơi thở mất, nó diệt. Ta thấy sanh diệt liên tục, chỉ quán sanh diệt mà thôi, không quán về cái thân nữa. Đó là bậc thượng thủ ạ. Có nghĩa là người đó tham chết, sợ sống thì quán như vậy đó. Ngài Girimananda bị bệnh rất là nặng. Duyên sự của kinh là như vậy. Và Ngài tha thiết để Đức Thế Tôn dạy cho Ngài trước khi Ngài chết để được giải thoát. Đức Thế Tôn sai Ngài Xá Lợi Phất xuống dạy với Ngài Anan, xuống dạy cho Ngài Girimananda. Và dạy như thế này: tưởng là vô thường, tưởng là vô thường.
Trong này có nhiều lắm, nhưng mà sư dùng một cái mỗi ngày một chút thôi, tại vì nói nhiều quý vị sẽ không nhận biết, hỏng hết. Tưởng là gì? Tưởng là cái chức năng ở trong cái thân này giúp cho ta nhận biết nóng, lạnh, cái chuông, cái bát, chén cơm, đàn ông, đàn bà, con chó. Nhờ cái tưởng mà ta nhận biết. Nhưng Đức Phật dạy cho Ngài Grimanda, cái tưởng ấy là vô thường. Có nghĩa là ta tưởng là ta biết, mà thực sự là cái tưởng nó biết chứ không phải ta biết. Ta nhận lầm, vì ta nhận lầm cho nên ta nói có cái chuông, có cái ông thầy, có cái ông sư, có cái chùa toàn tâm. Cả cái vũ trụ này nó đều do năm uẩn ở nơi chính cái thân này. Chùa toàn tâm nó khác cái chùa khác là nhờ cái năm uẩn, nhờ cái tưởng đây nè. Ở Việt Nam có 20 mấy ngàn ngôi chùa, mà mình biết rất rõ chùa toàn tâm ở Đồng Nai chứ không có ở Hà Nội. Nhờ cái tưởng, nhờ cái tưởng ta biết cha mẹ vợ chồng anh chị em, nhờ cái tưởng ta biết đóng lạnh, nhờ cái tưởng ta biết khó chịu dễ chịu, tham sân si. Và cái tưởng đó không phải tự nhiên nó có, nó nhờ huân tập. Lúc mới đẻ lọt lòng mẹ ra, việc đầu tiên của quý vị là phải thở. Thế thì cái thở đầu tiên, ở đây có nhiều vị bác sĩ hay là khoa học đều biết, cái thở đầu tiên không phải là thở vào, không phải là hít vào. Cái đứa bé mới lọt lòng mẹ nó không hít vào, mà nó phải bật ra, nó phải thở ra. Cho nên ông bác sĩ mà thấy nó không thở là ông đánh vào đít nó. Nó bật ra, nó khóc. Và vì nó bật ra thì cái hơi bên ngoài tự động nó ép vào. Và ngay lúc đó nó thở, nó tập thở. Và vì nó thở thường xuyên như vậy cho nên nó thở vô thức. Nó thở vô thức. Được quân tu tập thở vô thức. Và trong đời sống hàng ngày, đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều được huân tu để có những hành xử vô thức. Cái vô thức ấy dẫn chúng ta vào những cảnh giới khổ, súc sanh địa ngục. Cho nên tu tập bát thánh đạo là chuyển từ vô thức thành có ý thức. Ăn tôi biết tôi đang ăn, chú tâm vào ăn, không có nhìn khác, không nói chuyện, nhìn ngay cái chén cơm của mình. Đấy là tu, tu thân hành niệm. Đi tôi biết tôi đi. Và những vị nào sợ sanh tử, ở đây có một hai vị đó, thì nhớ tới vô thường. Nhấc chân lên thì cái chân ở dưới đất biến mất, tức là diệt. Cái chân ở trên không sanh. Hai cái chân nó không có sanh, không có diệt, nó là cái chân mình thôi. Nhưng mà cái tưởng sanh tưởng diệt, sự nhận biết đều sanh diệt. Đấy. Cho nên quý vị quán là quán vô thường, quán sanh diệt. Thở vào sanh diệt, bước chân đi sanh diệt, nhai sanh diệt. Sự nhận biết của cái thân trong các hành động cũng sanh diệt. Có lúc tôi biết, có lúc tôi không biết. Biết rồi mất, mất rồi lại biết. Đấy. Hai trình độ nha. Đại đa số ở đây 99% thì cứ việc quán đi biết đi, đứng biết đứng, coi chừng té, ăn nhai kỹ, nhìn vào đồ ăn, đừng có nhìn chỗ khác. Đó là thân hành niệm. Còn những vị khác, một vài vị thì quán vô thường, sanh diệt liên tục.